Chúng ta còn người là chỉ vào năm mươi sự kiện từ các bạn đặt tổ về quả xoan này đi. Còn cái phần lại này nhìn rất là đẹp đó. Bây giờ mình cùng mà đặt tổ quả xoan này mình. Ok, bây giờ thôi. Còn về quả xoan này thì chắc là sau cái chuyện thì mình sẽ tự làm một vài nhé. Tôi không dẫn được. Thì bây giờ thì mình sẽ hoàn thành được cái phần xoắn này mọi người. Ok, và tiếp theo thì mình sẽ pin nó lại trong đều nha. Ok, và bây giờ thì mình sẽ tổ phần này sẽ là mắc đại tổ phần của mình. Ok, thì mình sẽ tổ phần lại này nhé. Sẽ là một sân. Ok, rồi. Như vậy là mình đã hoàn tất tổ sắp này quả xoan này. Đây, tổ số 9 này. Nhìn rất là đẹp. Rất là nổi luôn. Rồi, bây giờ thì mình cùng tiếp tục video này tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nhớ like, subscribe để ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người.